Nên vấn đề cú chế biến về thực phẩm phải như thế nào không? Có tên cây trắng không? Hiểu cái này là để ta làm với không sử luôn. Đến đi bỏ chứ đến ra. Một ít nữa rồi anh bỏ vào rồi xong anh khuấy đều à? Anh khuấy. Mua ở đâu? Cái đây. Mua tỉnh hóa. Ông mua cái này dùng được bao nhiêu lâu rồi? Ta phải làm đúng chứ. Ông quay lại làm việc. Làm việc các con làm như thế rồi chứ cái dựa là sẽ là cháy.